Hello, à, dạ vâng, xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả anh chị em à, Chúng ta quay trở lại với kênh Minh Nhật Sơ Cầu 286 Phần này đề về 13 tổng 4 mọi người nhé Hôm nay thì quay khó phết nhỉ hay cặp lô chúng ta không ăn Cầu kèo gãy hết anh em ạ Hôm nay thì đa số các cái đường cầu của mình Ví dụ như là Bạch Thủ Lô 26 à, 1581 Tất cả những cái đường cầu mà mình thiết kế cho anh em thì đều không ăn Có 8 ngày hôm qua mình phân tích khá là kỹ càng thì uh, rất tiếc là hôm nay thì ba con này nó bị lộ cầu anh em ạ. Đông người chơi quá anh em. Tổng top 20 con được đúng ba con. tám uh, và con 26 thì uh, rất tiếc cho ngày hôm nay. Thực sự với anh em chúng ta một điều là như vậy. Và hôm nay quay thì theo như mình đánh giá thì cũng uh, khá là khắm bởi vì là ô tô thì toàn mấy con gần gần nhau và đa số là về rồi thôi cách nhịp 1 2 ngày thì đều đã có hết rồi. Ví dụ như là 01 13 31 chẳng hạn đúng không ạ? Rồi 23 32, lô 24, đấy, lô 30, rồi là lô 36 thì cách nhịp có 1 2 hôm thôi là bắt đầu quay trở lại và về cho anh em chúng ta gần như là toàn bộ lô kép à, 55 rơi. cặp 575 57, 5775 là một cặp lô mới. Cặp này thì cũng, cũng tương đối là lâu rồi thì khoảng cách nhau khoảng 3 4 ngày thì đây thì cái khung nhịp nó mới bắt đầu về cho các bạn đó là 5775. 5995 ngày hôm nay thì chúng ta cũng có cầu nhưng mà thực sự với anh em trong một điều đó là nó là con Logan. À, cho nên là mình cũng không dám chốt. Không dám động đến mấy con Logan mọi người nhé. Theo như cái bảng à, tần suất lô đôi ấy thì những cái cặp à, Logan này thì đang đều à, là chuẩn bị à, về hết rồi. Nhưng mà vẫn đa số là những con nào đang về thì lại tiếp tục ăn thôi mọi người ạ. Đấy người ta gọi là luôn lô rơi. Như kiểu 1661 nó về 6 ngày liên tục Nó nghỉ xong ngày mai khả năng cao là nó sẽ lại ăn 070 rơi này Đấy những cặp ví dụ nó về liên tục như 0990 Trong tháng này thì nó về rất là nhiều rồi Rồi là 0110 rồi nhé Đây thì toàn là hai nó ba nháy thôi Các bạn này nhìn toàn là hai với ba nháy thôi Cách hai ngày thì sẽ về một lần Toàn như vậy thôi Rồi là 0055 đúng không ạ Lô rơi rất nhiều Không bao không nữa Và ở những cặp nào đã gan thì gan hẳn luôn Ví dụ như 050 này À, 191 này 2277 này 2772 này 3553 này 343 này 2882 này Bắt đầu bước vào cái dây gan rồi Cách khoảng 3 ngày không ra thôi là đã có vấn đề rồi mọi người nhé Rồi là 2662 Đấy 6776 Còn lại những cặp kia thì lắt nhắt thôi Còn những cặp nào về nhiều thì chắc không cần phải điểm danh lại với anh em Cho là làm gì cho nó nhiều Cho nó mất thời gian ra đúng không ạ Thì vào trên mục chính thôi Thì mình nghĩ là ngày mai mình vẫn phải lên cho anh em chúng ta Một cái đường cầu kết để các bạn chúng ta uh, thiết kế để gỡ lại nhé. Uh, về phần mình thì uh, mình vẫn sẽ có khả năng cao là sẽ gửi anh em cũng như các bạn đã tham khảo về một số cái đường cầu lô rơi. Bởi vì các bạn thấy là uh, lô tô thì hiện tại cũng đang uh, rơi khá nhiều. Rơi là chủ yếu thôi mọi người ạ. Chứ cũng không có thêm uh, lô mới. Đa số là lô rơi để cho các bạn chúng ta khó đánh. Ví dụ ngày hôm qua 72 nháy, nay ra một nháy đúng không ạ. Rồi là lô 85 cặp 484 thì uh, phải nói là hôm qua 484 khá đẹp. Ở đây là 45 47 rồi. Chúng ta có 8385 rồi. Thì uh, 4, 4 ngày mai cái cái, ngày hôm hôm nay đây thì là một cái sự lựa chọn cũng tương đối là hợp lý. À nhưng mà thôi thì nói chung là đỏ ăn đen chịu. May thì ăn khôn mọi người nhé Khôn đến mấy mà không gặp may thì vẫn là thua thôi, không thể nào mà trách cứ được cho nên là chúng ta cần phải tìm một phương án uh, hoàn thiện hơn cũng như là ổn định hơn để thiết kế con số cho ngày mai. Nếu mà các bạn đã không, không ngại lô rơi thì mình uh, có sẵn một số con số để ở đây để cho anh em cũng như là các bạn chúng ta lưu ý nhé. Về phần uh, đầu tiên thì uh, mọi người cũng như là anh chị em uh, lưu ý cho mình trước uh, những cặp lô sau những cặp lô khan. Nếu mà các bạn đang chơi mà chơi lô nuôi. Những cặp lô khan ví dụ như 343 cộng 353 Các bạn chúng ta chuẩn bị vào tiền để các bạn chúng ta nuôi nhá Nếu mà anh em chúng ta kết cầu cũng như các bạn ta thích Thích về con 35, thích về con 34 Thì các anh em chúng ta nên uh, chuẩn bị tiền để các bạn chúng ta chơi uh, Về lô khung Và Để mà nói cho ngày em cái ngày vừa rồi Ví dụ như 2332 Thì đây là những cặp lô mà, mà Thấy là nó về liên tục 3 ngày Và mỗi ngày thì uh, 3 ngày mà tổng cộng 5 nháy mọi người nhé 3 ngày 5 nháy à, Những cái dấu hiệu của 2332 Thì à, mình nhìn thấy có rất nhiều Ví dụ ngay chỗ giản gì thôi à, chưa tổng hợp lại thì sẽ là 322 và 232 đúng không ạ Anh em tổng hợp lại Thì à, Đó là một cái cơ sở đầu tiên Để quyết định rằng là con 2332 Có ra tiếp cho ngày hôm sau hay không Thì ngày hôm nay nó ra thật Cộng với con 70 nữa mọi người nhé Đấy thì à, vẫn Mình vẫn áp dụng cách đánh giá Loto của mình thôi thì dựa vào cái bảng kết quả ngày hôm nay Mình mạnh dạn dự đoán cho ngày mai Cặp 232 tiếp tục Sẽ là một cặp lô rơi cho anh em Chúng ta thấp nhất là một nháy Chưa biết con nào Bởi vì là bây giờ là cũng uh, Bây giờ là, 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 là cũng ra đều nhau anh em nhé 23 cũng như là con 32 Thì 23 đã đi 3 nhịp rồi ba ngày liên tục Nếu mà xét về cặp lô rơi này Thì mình đánh giá ngày mai đánh giá cao Là vào con 32 Bởi vì các bạn chúng ta thấy là khi mà một con nó đi ba nháy mà đi ba ngày liên tục thì là sẽ báo cái con còn lại còn tất nhiên là sẽ sang ngày thứ tư rồi. cầu ăn dài hôm nay thì kép 55 hay nháy chúng ta lại báo bộ uh, 4664 lô rơi cặp này thì mình đánh giá cũng cũng cũng, cũng được tầm này thì uh, con số cũng như là theo nhịp cũng còn thua đâu mọi người nhé quan trọng là chúng ta cần phải theo theo cầu và nó có về đúng cái cầu mà chúng ta lựa chọn hay là không Chứ bình thường để mà ngồi ngồi mà nghiên cứu ra thì nhiều số lắm. 18 tháng 1881 ngày hôm nay của mình rất đẹp mà cuối cùng cũng không về. Thì anh em cũng như các bạn có thể tham khảo chơi lại nhé, cộng với 2882 nữa. À cái cái con 1881 cũng như là 2882 thì 2882 lên top mất, 8118 cầu rất đẹp mà không ra. Rất là phí phạm cho cái ngày hôm nay. Thì à nếu mà anh em ta không ngại chơi cái uh, lô cũ lô uh, rơi, cũng như là lô cũ của mình thì uh, cứ vào tiền một thôi. Không cần phải nghĩ nhiều mọi người Cứ vào tiền một uh, thôi. Ngày mai thế là ngày 26 này. Thì ở đây chúng ta xem cầu trên uh, dòng mì kim. Thì những cái đường cầu này thì toàn là cầu 5 ngày thôi anh em ạ. 5 ngày thì nó báo lên là cầu lô tô đẹp nhất. Thì toàn đường cầu báo bốn năm ngày thôi. Những cái đường cầu mình thì nó ngắn hơn. Nhưng mà mình nghĩ là nên lựa chọn những cái đường cầu ngắn như vậy Thì chúng ta có tỷ lệ ăn cao hơn Để minh chứng nhất cho cái ngày mai Thì mình nghĩ là cái cầu 1881 của mình Mình nên, nên cho anh em chúng ta chơi lại là Chắc ăn cũng như là chắc cốp nhất Đối với riêng cặp 1881 một người nhé Cặp này hôm nay chưa về nhưng ngày, ngày mai nó là con số đẹp Trong đó chúng ta sẽ cần phải lưu ý đến cho mình Đó chính là con 81 sẽ là con bạch thủ thì cái này vẫn giữ nguyên thôi mà chúng ta sẽ sẽ thêm một hai chữ là cầu kết tất nhiên rồi thì chúng ta cũng chưa được ăn lâu khoảng hai ngày hôm nay rồi cũng đúng không ạ thì ngày mai thì sẽ lên tinh thần đến lại thôi con tám mốt sẽ là con bạch thủ mọi người nhé mình chỉ đi đúng cho em chúng ta con tám thôi và con 18 thì cũng không thể nào mà trừ được cái ngoại lệ là con 18 là nó sẽ ra à, cho nên là quý anh chị em cũng như là các bạn chúng ta cần phải lưu ý cho mình ngày mai đó chính là bạch thủ con tám 18 và mình sẽ đánh dấu nó là màu đỏ mọi người nhé con 81 sẽ là con bạch thủ đấy ngày mai lên đường cầu kết cho anh em cũng như là các bạn để làm sao gỡ được hai ngày đánh tiền lô vừa rồi theo kênh thì anh em chúng ta nên theo kiên trì và mình cũng đã nói và chia sẻ với anh em ra rồi quan trọng vẫn là cái con số trước của mình thôi tôi video thì mình không thể nào mà tư vấn để cho anh em được nên là nên chọn con gì cũng như là nên chơi con gì để đảm bảo là cái sự chiến thắng cho anh em À, tất nhiên rồi thua hai ngày thì cả anh em chúng ta đang thua 1-200 điểm Đó là chuyện hết sức bình thường Thì uh, lô tô số số chơi thì uh, chơi được chịu được mọi người nhé Không có gì phải thắc mắc cả Lúc trúng thì cũng uh, như lúc thua thôi Cho nên là vẫn phải giữ được cái bình tĩnh là chúng ta nên quyết định là có chơi theo hay không Thì chốt lại là như vậy mọi người nhé Về phần đề đóm thì có lẽ là chúng ta vẫn phải hẹn sang ngày mai đi bởi vì bây giờ là cũng chưa tìm được cầu và mình vẫn vẫn nuôi con năm năm tám năm vẫn nuôi mà, mọi người nhé thôi thì vẫn nuôi cái chốt cho anh em thôi cầu nuôi thì cũng như là một cái cầu đánh hàng ngày vậy cũng tăng lên một tí tiền thôi chứ không không nhiều mọi nhé mình với anh em cũng như cũng như các bạn ta nuôi cặp mà năm tám năm về phần bạch chủ đề có hai số thôi không nhiều thành ra nuôi mỗi ngày ví dụ là 10 20 nghìn 30 nghìn tăng lên kiểu gì nó cũng phải ra mọi người nhé nuôi ăn đánh khi có lãi thôi mà đúng không ạ đấy thì quan trọng vẫn là như thế còn uh, ok thì vào ngày mai dựa theo những cái phương pháp của mình cũng như là những cầu kèo mà con số mà mình đã nghiên cứu ra được thì mình cho ngày 26 tháng 11 các bạn chúng ta sẽ cần phải lưu ý cho mình là trong Zalo mình sẽ lên cho các bạn cũng anh chị, anh chị em chúng ta một cái đường cầu ép nổ và đây sẽ là được cái đường cầu tự tin nhất phần cũng là gỡ lại được tất cả những cái gì mà chúng ta đã mất phần là gửi cho anh em cho một số để các bạn chúng ta đánh tự tin lấy tiền lại chủ lô mọi người nhé gửi nó hơi nhiều chốt lại là như vậy ok thì xin hẹn anh em chúng ta vào cái video ngày mai ở trên kênh minh sơ cầu hai trăm sáu và các bạn ta lưu ý hai ngày vừa rồi chúng ta chưa được chưa được ăn lô thì ngày mai các bạn chúng ta tổng lực vào con tám mốt mọi người nhé và đây sẽ là cái đường cầu kết của mình tất nhiên rồi chơi lại thì uh, miễn quan trọng vẫn là ăn thôi chúc anh em chúng ta may mắn